ngày 25 tháng 10, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng công dụng cầm giữ hai đối tượng đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 24 tháng 10, lực lượng công dụng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29C34181 đang lưu thông trên quốc lộ 8A hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn phố Châu Hương Sơn, có biểu lộ nghi hoặc vận chuyển hàng cấm. Hai đối tượng bị cầm giữ. Khi chiếc xe trên đang đi trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn xã Sơn Tây huyện Hương Sơn, lực lượng công dụng đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành và chỉ dẫn xe đâm vào xe của lực lượng công dụng. Khi bị cản đường, đối tượng đã lùi xe đâm vào hai chiếc xe máy rồi đâm tiếp vào xe container, lúc đó thế hệ chịu dừng lại. Bị chặn đường, hai đối tượng trên xe liền chống trả lực lượng công dụng rồi mở cửa xe bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công dụng đã áp sát, cầm giữ thắng lợi hai đối tượng. Tang vật vụ án. Danh tính hai đối tượng bị cầm giữ gồm Hà Văn Sính 1994 ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, bê chữ cư trú ở thủ đô Di Chăn Lào, và Giàng Seo Chỉnh 1994 ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tiến hành khám xét trên xe ô tô, lực lượng công dụng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe. Hiện cơ quan công dụng đang nối tiếp mở rộng rãi điều tra vụ án. Bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên được một đối tượng thuê vận chuyển từ trung tâm Hương Sơn đi thành phố Vinh Nghệ An với các mức $5.000. Hiện lực lượng công dụng đang tiến hành điều tra mở rộng rãi, hoàn tất biển sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.